Israel, một quốc gia có diện tích nhỏ và điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, đã trở thành một tượng đài trong lĩnh vực ngành công nghiệp bán dẫn, đặc biệt với vai trò quan trọng trong thị trường chip toàn cầu. Dù không có dầu mỏ và khí đốt tự nhiên, Israel lại tỏ ra rất mạnh mẽ ở lĩnh vực công nghệ và bán dẫn. GDP bình quân đầu người của Israel năm 2022 đạt 54.710 đô la Mỹ, đứng thứ 14 trên thế giới, và nền kinh tế của họ chịu ảnh hưởng lớn từ xuất khẩu công nghệ cao, chiếm 54% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong lĩnh vực này, ngành công nghiệp bán dẫn đóng góp 16% kim ngạch xuất khẩu công nghệ cao, nổi bật lên. Điều này thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của Israel và đặt họ lên hàng đầu trong thị trường bán dẫn toàn cầu. Ngành công nghiệp bán dẫn của Israel có một lịch sử phát triển đáng chú ý. Vào năm 1964, Motorola đã thành lập trung tâm nghiên cứu và phát triển chất bán dẫn đầu tiên tại Israel, đánh dấu sự khởi đầu của ngành công nghiệp bán dẫn của quốc gia này. Năm 1974, Intel cũng thành lập trung tâm nghiên cứu và phát triển đầu tiên bên ngoài nước Mỹ tại Haifa. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu một bước ngoặt đối với ngành công nghiệp bán dẫn của Israel. Hiện nay, Intel có hơn 50.000 nhân sự tại Israel, và gần 6 người trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến công ty này từ mỗi 1.000 người Israel. Ngoài Intel, nhiều công ty công nghệ lớn như Nvidia, Apple, Amazon, Microsoft, Samsung và Qualcomm cũng có trung tâm thiết kế chip quan trọng tại Israel, biến đất nước này thành một trung tâm quan trọng trong ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.